Tuổi già có tiền sướng lắm. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi kênh Vạn Điều Ý Nghĩa. Thưa quý vị, lúc còn trẻ từng cho rằng tiền là quan trọng nhất, đến khi già rồi mới biết chẳng sai một ly. Những lúc không có tiền, bạn sẽ hiểu ra rằng tiền không chỉ là nguồn bảo đảm để bạn ăn ngon mặc đẹp, mà còn là vũ khí chống lại rủi ro. Một lần thiếu tiền, bạn sẽ hiểu tiền không phải là vạn năng, nhưng nhiều lúc nó giống như một bức tường bảo vệ ngăn cách bạn khỏi nhiều người và nhiều việc mà bạn không thích, đồng thời cũng giúp bạn tiến gần hơn tới cuộc sống mà bạn hằng mong muốn. Ý nghĩa của việc nỗ lực kiếm tiền vừa để giúp bản thân sống tốt hơn, vừa là để trang bị thêm cho mình vũ khí chống lại rủi ro, cho những người thân yêu một mái nhà ấm cúng, cũng như sự trợ giúp đắc lực về mặt kinh tế khi cần. Chăm chỉ kiếm tiền, có một khoản tích góp nho nhỏ, chưa chắc mang lại cho bạn một niềm vui tuyệt đối, nhưng ít nhất có thể giúp bạn giải quyết phần lớn các vấn đề khó khăn trong cuộc sống, giúp bạn ngày càng tiệm cận với tương lai hạnh phúc hơn. Khi về già, gặp rất nhiều chuyện nằm ngoài dự liệu của mình. Không ai biết được ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra. Vậy nên phải tích góp cho mình một khoản tiền dưỡng lão, ít nhất là đủ để đáp ứng nhu cầu bản thân. Bước vào tuổi lão niên, phải biết nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của mình một cách thích hợp. Uống cà phê hay trà ngon, ăn những món ăn mà mình thích, mặc những bộ quần áo mình ưa, đi thăm thú đây đó khi còn sức khỏe, gặp gỡ giao lưu với bạn bè, tạo niềm vui cho mình. Kính mời quý khán thính giả lắng nghe những câu chuyện sau đây và cùng chiêm nghiệm quý vị nhé! Câu chuyện thứ nhất, 70 tuổi có 2-3 tỷ đồng tiết kiệm. Cụ bà tiêu tiền khôn ngoan, vừa bảo toàn tình thân, vừa yên tâm hưởng phúc. Cụ bà Lưu Phương đến từ Hải Phòng, gây chú ý vì có cách tiêu tiền khôn ngoan. Ở tuổi xế chiều, cụ bà sống an nhàn hạnh phúc với quyết định đúng đắn của mình. Lưu Phương là cụ bà 70 tuổi đã nghỉ hưu nhiều năm. Từ khi còn trẻ, bà Phương đã làm việc rất chăm chỉ, tận tụy với hy vọng khi về già sẽ có cuộc sống sung túc, yên ổn. Sau nhiều năm làm việc trong một doanh nghiệp nhà nước, bà Phương có một khoản tích lũy không hề nhỏ, có thể thoải mái an hưởng tuổi già. Do thời trẻ làm kinh doanh nên vợ chồng bà tích lũy được số tiền không nhỏ. Số tiền mà cụ bà này gửi tiết kiệm trong ngân hàng nay đã lên tới 3 tỷ đồng. Vì vậy, cuộc sống của vợ chồng bà không thiếu thứ gì, có thể làm mọi điều họ thích, thoải mái tận hưởng hạnh phúc. Tuy nhiên, tới khi gần 70 tuổi, bà Phương nhận thấy sức khỏe của mình và chồng ngày càng sa sút. Họ thường cảm thấy xương khớp đau nhức, khó vận động hơn, mắc tiểu đường và cao huyết áp. Vợ chồng cụ bà 70 tuổi chỉ sinh được một người con gái tên Trần Hoa, năm nay đã 35 tuổi nhưng chưa kết hôn. Hoa quyết định đi làm ngay sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông và nhận mức lương ít ỏi hàng tháng. Tiền lương của Hoa chỉ đủ để cô trang trải cuộc sống sinh hoạt, chứ không dư giả chút nào. Lúc này, cụ bà 70 tuổi mới nảy ra một ý định để giúp cả mình, giúp cả con. Bà Phương quyết định sẽ thuê con gái chăm sóc mình và trả cho cô ấy khoản lương 15 triệu đồng mỗi tháng. Khi cụ bà 70 tuổi bàn bạc với chồng, người này cũng đồng ý vì cho rằng cả hai đều đã già yếu, không thể chăm sóc nhau kỹ lưỡng. Vì vậy, họ nói với con gái mong muốn của mình và hy vọng con đồng ý. Trần Hoa là người con sống rất tình cảm. Khi thấy cha mẹ già yếu,
cô cũng muốn thuê người giúp việc để chăm sóc họ. Tuy nhiên, khi nghe mẹ nói về mong muốn của mình, người phụ nữ này cũng đồng ý. Cô cho rằng tự tay mình chăm sóc và ở bên bố mẹ sẽ tốt hơn nhiều so với thuê người ngoài. Từ đó trở đi, Hoa ở nhà chăm sóc bố mẹ già. Hàng ngày cô sẽ dậy sớm để chuẩn bị đồ ăn sáng cho bố mẹ. Cô cũng dành thời gian để đi dạo cùng bố mẹ, rèn thói quen tập thể dục thường xuyên và đều đặn. Không chỉ vậy, cô vẫn có thời gian dành để đọc sách, gặp gỡ bạn bè, nên không cảm thấy nhàm chán. Bà Phương và chồng thường phụ nấu nướng giặt giũ và quét nhà chứ không phụ thuộc hoàn toàn vào con gái. Từ ngày Hoa ở nhà chăm sóc bố mẹ, gia đình họ cũng gần gũi và thân thiết với nhau hơn. Họ chia sẻ với nhau nhiều điều, cùng tạo nên nhiều kỷ niệm đáng nhớ, khiến hàng xóm cũng phải ghen tị. Nhiều người cho rằng cụ bà 70 tuổi có tư duy thú vị, thực tế và khôn ngoan. Sau nhiều ngày được con gái chăm sóc, bà Phương cũng nhận ra con mình là một người sống hiếu thuận. Hoa chăm sóc bố mẹ từng ly từng tí, không để họ phải cô đơn hay suy nghĩ tiêu cực. Vì vậy, bà Phương chưa bao giờ hối hận vì quyết định thuê con gái chăm sóc mình. Cụ bà 70 tuổi có điều kiện kinh tế tốt nhưng không muốn con gái dựa dẫm vào mình. Ngược lại, bà muốn con kiếm tiền một cách chân chính, dựa vào sức lực của chính mình. Bởi vậy, bà quyết không đưa cho con số tiền tiết kiệm mình dành dụm cả đời, chỉ trả lương xứng đáng với công sức con bỏ ra. Bằng cách này, cụ bà 70 tuổi giữ được mối quan hệ tình thân sâu sắc. Bà Phương cũng biết rằng bản thân mình cần có một khoản tiền tiết kiệm để sống tự lập, tự túc, không cần dựa dẫm vào ai. Thưa quý vị, khi đã có tuổi, các bậc phụ huynh cần có những đường đi phù hợp để tốt cho cả mình, cả cho con. Điều đó sẽ giúp họ tận hưởng cuộc sống yên bình, an nhàn và không phải suy tư điều gì. Tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì cũng không có tất cả. Cuộc sống của một người trong những năm về sau, đặc biệt giai đoạn 50-60 tuổi, có tốt đẹp hay không đều có liên quan trực tiếp đến tài sản và tiền bạc. Do đó, một khoản tiền để dành là thứ có thể bảo đảm cho cuộc sống của chúng ta sau này, nhất là khi về già. Bởi không có tiền, cuộc sống của bạn rất khó hạnh phúc hay bình yên. Nhiều người nói nuôi con là để phòng tuổi già nhờ cậy. Song thực tế, bạn nên giữ cho mình một khoản tiền riêng, vì con cái cũng có gia đình riêng nên khó chu toàn mọi việc. Vì vậy, để khi về già không phải đối mặt với tình trạng khó khăn về vật chất, ngay từ khi còn có thể lao động kiếm tiền được, mỗi người cần phải có kế hoạch tài chính rõ ràng. Khi cơ thể còn sức lực, cần chuẩn bị các khoản dự phòng, đảm bảo khả năng chủ động về tài chính để đến tuổi xế chiều không phải lo lắng quá nhiều. Câu chuyện thứ hai, có 500 triệu tiền tiết kiệm, người mẹ 70 tuổi không nói với các con. Sống đến tuổi này, tôi thật không ngờ mình lại phải cảnh giác chính những đứa con mình rứt ruột đẻ ra. Nói ra, nhiều người sẽ nghĩ tôi là người mẹ ích kỷ, chỉ biết ki ki bo bo cho mình, không giúp đỡ con cái, để con cái vất vả mưu sinh, kiếm từng đồng lương ít ỏi. Có ai hiểu, tôi từng lo đủ thứ trên trời dưới đất, từng vắt óc bao ngày, mất ăn mất ngủ vì các con. Nhưng rồi tôi quyết định bơ đi mà sống. Tôi phải tận hưởng cuộc sống tuổi già của mình đúng nghĩa, vì cả đời này tôi đã hết lòng vì con, vì cháu. Năm nay tôi vừa bước sang tuổi 70. Dù ở tuổi thất tuần, nhưng nhiều người lại nghĩ tôi gần 80 tuổi vì ngoại hình gầy gò, hom hem. Từng có một thời gian tôi sống với cậu con trai út, giúp việc nhà, chăm sóc các cháu.
nhưng vì không hợp con nên sau 3 năm tôi quyết định dọn về căn nhà cũ nơi hai vợ chồng từng sống để ở. Lúc đầu con cái ngăn cản tôi nhiều lắm. Chúng lo mẹ già một thân một mình ốm đau, trái gió trời trời không ai lo. Tôi cũng từng sợ như vậy, nhưng có sợ mãi được đâu. Tuổi già rồi cũng có lúc này lúc nọ, chẳng ai nói trước được gì. Nếu chẳng may có mệnh hệ gì thì tôi cũng không trách cứ ai cả. Ngày trước, vợ chồng tôi tự hào lắm vì có 3 cậu con trai và 1 cô con gái. Chúng tôi đầu tư rất nhiều tiền bạc cho các con làm ăn kinh tế, bao bọc con đủ kiểu. Chỉ cần con cái mở lời là tôi sẽ dốc toàn bộ sức lực để lo cho các con. Con gái chịu thiệt thòi hơn một chút, nhưng đến lúc con lấy chồng xa, tôi cũng để cho con nhiều của hồi môn, coi như bù đắp. Mọi niềm hy vọng đặt nơi 3 cậu con trai, nhưng số tôi không được may mắn. Đứa con cả lấy vợ, làm ăn thua lỗ, rồi ly hôn. Thương con, tôi có chút tiền tiết kiệm, lại đưa hết cho con làm ăn, trả nợ. Nhưng chứng nào tật ấy, tiền chẳng thu về được mà còn gánh thêm khoản nợ khác. Sau này con ra ngoài, bắt đầu lại làm công nhân, lương vài triệu đủ sống. Có nhiều lần con trai cả ngỏ ý nhờ tôi vay hộ tiền, nhưng tôi cũng bất lực. Cậu con trai thứ hai không thua lỗ làm ăn, nhưng lại thua cờ bạc. Lần ấy, thấy con khổ sở, vay mượn khắp nơi, lo trả nợ, tôi bán mảnh vườn nhỏ, lo cho con. Các con còn lại ghen tị lắm, nhưng không dám nói lời nào. Khi chồng qua đời, tôi chọn ở chung với con trai út vì con có điều kiện hơn cả, lại ở phần đất của vợ chồng tôi ngày trước để lại. Tôi cũng sang tên cho con mảnh đất ấy để con không hậm hực vì chuyện tôi bán đất mang tiền tiết kiệm giúp hai anh. Nghỉ hưu, tưởng được an nhàn, nhưng tôi phải chạy hết nhà nọ đến nhà kia để lo cho các cháu. Ở với con út, tôi lo dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc cháu, đưa đón đi học chẳng khác gì người giúp việc. Từ ngày ra ở riêng, tôi thấy cuộc sống tự do tự tại hơn nhiều. Tôi trồng rau, nuôi gà, tận dụng cây nhà lá vườn để tự chăm lo cho mình. Con cháu có rảnh thì chạy sang thăm bà, thăm mẹ. Những tưởng cuộc sống về già sẽ được an nhàn từ đó. Nhưng tôi liên tục nhận những cuộc gọi của con như vay tiền. Vay cho đứa này thì đứa kia tị nạnh, nói là cho con vay, nhưng tôi nào lấy lại được đồng nào. Các con tôi vẫn chưa thực sự trưởng thành, vẫn chưa tu chí làm ăn. Có lúc tôi định bán mảnh đất còn lại để chia cho mỗi đứa một ít, nhưng bị họ hàng ngăn cản. Những đứa trẻ không lớn, cờ bạc, thất bại rồi ỷ lại cha mẹ sẽ mãi vẫn chỉ dậm chân tại chỗ. Bà phải để chúng nó tự lập, để chúng nó tự đứng lên, đừng bao bọc mãi như thế. Lời của người hàng xóm làm tôi thức tỉnh. Có lần ốm nặng, nằm liệt giường, tôi mới nhận ra, xưa nay mình quá nuông chiều chúng. Con dâu cãi nhau chuyện chăm mẹ chồng, con gái thì ở xa, nên chỉ có con trai là người đứng xa thúc giục lo liệu. Nhưng lúc này, chúng lại cãi nhau chuyện phân ngày chăm mẹ, chuyện ai chi tiền viện phí. Rồi chúng quy trách nhiệm cho người được mẹ cho vay nhiều tiền. Có đứa lại bảo con út ở với mẹ nhiều năm, được cho đất thì phải chăm mẹ. Con gái ở xa thì dừng dưng vì có lý do chính đáng. Mẹ nằm đây, 4 đứa con không lo được viện phí vài ngày. Nghĩ đến tuổi già của mình cô quạnh, nước mắt tôi chảy dài. Có điều tôi chưa từng nói với chúng về số tiền tiết kiệm 500 triệu đồng mà bố chúng để lại cho tôi. Tôi định đến khi nào sức khỏe yếu, gần đất xa trời thì mang ra chia cho các con. Nhưng trước tình thế này tôi thấy việc làm đó không cần thiết. Sau trận ốm,
tôi không còn có ý định nhắc đến số tiền đó. Thì thoảng tôi nhờ người em gái ruột của mình chờ đến ngân hàng lấy lãi, dùng số tiền ấy để trang trải cuộc sống. Lúc ốm đau, có một khoản trong tay, tôi có thể chủ động lo viện phí cho mình thông qua người em gái. Các con cũng hay thắc mắc mẹ lấy tiền ở đâu, nhưng khi tôi nói đi vay thì chúng lại không hỏi thêm lời nào. Tôi từng nghĩ mình là người mẹ ích kỷ khi để các con khó mà không lo. Nhưng vài lần đi viện, tôi nghĩ mình không sai. Tôi đã bán đất, lấy tiền tiết kiệm giúp chúng nhiều lần mà chúng không biết tự đứng lên. Vậy là tôi sai hay chúng sai? Bây giờ tôi chọn đi du lịch, gặp gỡ bạn bè, tập các môn thể thao, học các lớp khiêu vũ mà tôi thích. Nhiều người cứ nói này nọ, nhưng tôi bỏ ngoài tai hết. Tôi phải sống cho riêng mình, phải tận hưởng cuộc sống của riêng mình. Quý vị ạ, cuộc sống có thể rất đơn giản. Tuy nhiên chúng ta cần phải luôn suy nghĩ và tìm hiểu để tăng cường hiểu biết và kinh nghiệm của mình. Tiền bạc có thể quan trọng nhưng không phải là tất cả. Thay vào đó, hãy tập trung vào những hành động cụ thể và cách suy nghĩ khôn ngoan để giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Hãy giúp đỡ con cháu của bạn từng bước trưởng thành và hãy truyền đạt những kinh nghiệm quý báu mà bạn đã học được trong cuộc đời. Không cần phải có tiền, chỉ cần truyền đạt những giá trị tinh thần và bổ ích sẽ giúp các con, các cháu có một cuộc sống tốt hơn. Nhiều bậc cha mẹ thương con, có tâm lý hy sinh cả cuộc đời cho con cái. Họ sống tiết kiệm cho mình, nhưng với con cái thì không tiếc điều gì. Ngay cả khi con đã khôn lớn, họ dành dụm từng đồng một, sống rẻ sẻn, nhưng lại sẵn sàng chi tiền cho con cái vì mong con được bằng bạn, bằng bè, có cuộc sống tốt hơn. Tuy nhiên, điều này đôi khi lại phản tác dụng. Bên cạnh đó, khi về già, nhiều cha mẹ có suy nghĩ muốn để lại nhiều tiền bạc của cải để thế hệ sau bớt vất vả và sống êm ấm. Tuy nhiên, dạy con cách câu cá chứ đừng tặng cá cho con. Việc phụ huynh bỏ ra tiền bạc công sức chỉ giải quyết được một phần vấn đề chứ không phải là mấu chốt quyết định hạnh phúc trong cuộc đời của con cháu. Do đó, hãy suy xét một cách cẩn thận trước khi đưa ra quyết định của mình. Hãy để lại cho con cái của bạn một thứ có giá trị. Đó là điều cần thiết trong cuộc sống, dù bạn có tiền hay không. Ngay cả khi bạn không có nhiều tiền, hãy để lại cho con cái những thứ đặc biệt ý nghĩa. Vì trong cuộc sống, những thứ đó có giá trị vô hạn. Nếu bạn không làm gì, bạn sẽ không thể tạo ra những trải nghiệm đáng quý cho con mình. Truyền đạt kinh nghiệm sống cho con cháu là một việc quan trọng mà khi ta về già, chúng ta cần phải nhớ đến dù có tiền hay không. Thay vì cho con những loại tiền bạc trên, thứ tốt nhất cha mẹ để lại cho con cái chính là cách giáo dục tốt để chúng có thể tự học cách kiếm sống và cách làm người. Cha mẹ có tầm nhìn xa nên hào phóng để lại cho con cái hai loại của cải là một trái tim biết ơn và thái độ sống tích cực, lạc quan để con cái tích lũy sự thịnh vượng về sau. Trong hành trình dài của cuộc đời, ai cũng sẽ ít nhiều gặp phải những khó khăn nhất định. Không có gì đảm bảo con cái có thể sống mà không phải lo nghĩ, lo lắng. Tiết kiệm từ sớm chính là đảm bảo tương lai lâu dài cho bản thân. Những người trẻ hãy tự mình xây dựng một kế hoạch tài chính vững chắc để có cuộc sống tuổi già an nhàn. Tích lũy cho hưu trí là một quá trình dài với sự chuẩn bị đúng đắn và có kỷ luật. Chúng ta chỉ có 35-40 năm để làm việc và tiết kiệm tài chính. Vậy nên chủ động tích lũy từ khi còn trẻ để an nhàn tuổi già là điều cần phải làm ngay từ sớm. Tại Việt Nam, tuổi nghỉ hưu được quy định là 60 đối với nam,
và 55 đối với nữ. Mọi người chỉ có từ 35 đến 40 năm để làm việc và tiết kiệm tài chính, đầu tư sinh lời nhằm đảm bảo cuộc sống tuổi già đúng nghĩa. Tiết kiệm càng sớm, bạn càng chủ động cho chính cuộc sống của mình. Bởi vậy, những người trẻ, thay vì từng ngày sống trong sự hoang phí, hãy một lần nhìn lại cuộc sống của chính mình, lên kế hoạch làm việc chăm chỉ, tiết kiệm một quỹ tài chính đủ để đổi lấy cuộc sống hưu trí hạnh phúc, thoải mái ở tuổi xế chiều. Tiền bạc có thể không phải là tất cả trong cuộc sống của mỗi người, nhưng nó có thể hỗ trợ bạn chăm sóc sức khỏe, tạo sự an nhàn ở tuổi xế chiều. Vậy tại sao bạn không gây dựng nó từ sớm? Ngay từ bây giờ, hãy tích lũy tài chính, tạo một quỹ hưu trí cho chính mình. Và trong phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Hoa gạo rụng xuống. Bà Ngân từ trạm xá về, để túi thuốc vào trong tủ là vội vàng nhao vào bếp. Chết thật, loáng cái đã chưa? Cắm nồi cơm xong, bà mang mớ rau muống ra thềm nhặt cho sáng. Rau muống đầu mùa cũng chưa mềm mấy đâu, nhưng tháng 3 rau già cá hết, có mà ăn đã là tốt rồi. Mồ hôi vã đầy trán, sống lưng lành lạnh, nhưng bà Ngân cứ gượng. Giờ mà ốm thì thật không phải lúc. Anh Trận đánh công nông về đến sân thì thấy nhà ắng quá. Anh vội vàng tắt máy, nhảy xuống, đi vào bếp. Trên bếp có nồi cháo chó nguội ngắt, nồi cơm điện thì đang sôi. Hơi cơm lọt lên thơm thơm. Anh gọi mẹ thì nghe thấy tiếng ú ớ ngoài bể nước. Anh vội chạy ra, trước mắt anh là một cảnh tượng kinh hoàng. Mẹ anh nằm nghiêng, máu rỉ ra từ tóc, loang trên nền xi măng. Cái chậu nước lật úp, rau muống văng tứ tung. Anh vội bế mẹ vào nhà, rồi hô hoán làng xóm. Bà Ngân được đưa ngay lên bệnh viện để khâu vết sách do bị ngã đập đầu vào cái cối đá con. Sáng nay, bà mới ra trạm xá khám bệnh, lấy thuốc đau đầu do chứng thiếu máu tuần hoàn não. Nhưng còn chưa kịp uống thì xảy ra cơ sự. Nhà có hai đứa con thì cô cả lấy chồng xa, ít khi về được, trừ dịp giỗ Tết. Còn anh con trai thì tíu tít ruộng đồng, ngan vịt chuồng trại. Đến cả tháng nay, bà kêu đau đầu, rắn là phải đi khám, thì nó bảo: bầm mình đồng da sắt, ốm thế nào được mà ốm? Bầm mà ốm là chết con, ốc con sắp đến lúc được thu rồi, không rời ra được. Vợ nó thì nhong nhong trên đường, rãi rề khắp các chợ trong vùng, mưa nắng chả quản, người gầy đét như con cá mắm. Của nhà làm ra cái gì thì bán cái đó, nào là rau dưa, hành tỏi, nhãn vải, cá tép, mùa nào thức nấy. Ông trời khéo xe, cả đôi tham công tiếc việc, làm đến đen đúa cả người. Vợ chồng nó có hai thằng con trai thì đứa đi bộ đội, đứa đang học lớp 9. Đứa bộ đội thì tình cảm với bà nội lắm, hễ được gọi điện thoại về là khoe đủ thứ trên đời. Còn đứa đang học thì đi không bạ nhà, học ngày mấy ca. Bà Ngân giống như chủ nhà trọ, chủ quán cơm bình dân. Nấu như nào chúng ăn thế, nhà cửa bày biện thế nào chúng ở thế. Chả bao giờ kêu ca, cũng chả bao giờ bảo mẹ mệt thì nghỉ đi. Đôi lúc bà Ngân buồn lắm, thấy con cháu hiển nhiên coi mình là ô xin, là đầy tớ không công, chỉ muốn trách móc hay mát mẻ chúng vài câu cho thỏa. Nhưng nhìn thấy đứa con dâu ở chợ về, không đợi được cơm chín mà đứng dựa cột ăn vội bát cơm nguội trộn muối vừng, đầu còn đội nguyên cái mũ bảo hiểm, bà lại chả nỡ. Nó vừa nhai vừa bảo: cà chua rẻ lắm, chợ có mấy nghìn một cân, mời rát cả họng, giờ có mối lấy 30 cân một lúc, phải đem đi ngay bầm ạ. Thằng Trận thì buông cày bừa, lại hùng hục vớt bèo, thái chuối, cắt cỏ.
Xem ra giờ chúng nó nuôi ốc nhồi nuôi cá còn khổ hơn ngày xưa bà nuôi tằm. Cái chỗ nó ngồi ăn cơm xong đứng dậy, kiểu gì cũng có vài mảnh bùn đất khô lăn ra. Thương con nên bà cứ cố thôi. Nhiều lúc nó nói như xin: con xin bầm đừng ốm, thanh niên xung phong ai lại ốm bao giờ nhỉ? Bà cũng nhân lúc ấy mà trần tình: ô hay, chúng bay cứ nghĩ bà già 70 này sức còn như thanh niên chắc. Thì đứa con dâu lại bảo: bầm mới 20 thôi, bầm khỏe hơn con. Con đêm nằm xuống người đau như dần ý. Thế đấy, nay bà chả gượng được nữa, lăn cành ra. Bưng bát cháo mua dưới căng tin còn nóng hổi lại giường mẹ chồng, Loan nói như Thanh Minh: tại con, hôm qua bầm kêu nhức đầu, nhưng con cứ nghĩ trời đang nắng đổ mưa, bầm đau thôi. Biết thế này thì sáng nay tiện đường đi chợ, con xíp bầm lên bệnh viện luôn rồi. Bầm ăn đi, thương bọn con thì bầm cố ăn cho khỏe. Bà Ngân nghe con dâu nói thế thì lại cố nuốt từng thìa cháo cho dù mồm miệng đắng ngắt và cái đầu vẫn thình thịch như ai giã chảy đôi ngay sát mang tai. Nhìn quanh không thấy con trai đâu, bà hỏi: thế bố Trận đâu rồi? Loan nói nhỏ, sợ người cùng phòng nghe thấy: chiều nay con nghỉ chợ mà, bầm lo gì? Nhà con nhận lời chú đệ rồi, chiều nay vẫn phải đưa máy ra bừa nốt ruộng ngô cho chú. Giờ chối người ta, đến mùa người ta lại trả thuê mình cày bừa nữa. Bà Ngân khẽ rên lên: thì cứ đi làm, bầm ở đây một mình được rồi. Mẹ mày về xem nhà cửa ngan vịt đi. Không, ấy chết, con phải ở đây chứ. Hai mẹ con đang nói chuyện thì một nữ điều dưỡng chạc 30 tuổi đi vào cặp nhiệt độ cho các bệnh nhân trong phòng. Đến lượt bà Ngân, cô ấy hỏi: bác ở khu mấy? Hình như từ ngày cháu chuyển về đây, cháu chưa gặp bác bao giờ. Bà Ngân mỉm cười chỉ vào con dâu: chúng nó có cho tôi ốm đâu mà cô gặp tôi được. Loan phì cười thật thà phụ họa: thật đấy, trộm vía bà nhà chị không ốm vặt mấy khi đâu ạ. Cô điều dưỡng trẻ vui miệng: thế ông đâu ạ? Con nuôi cha không bằng ông bà già chăm nhau. Thấy mẹ con bà Ngân im lặng, cô điều dưỡng biết mình lỡ lời nên không hỏi nữa. Nhưng khi cô vừa bước đi 2 bước thì Loan lên tiếng: ông nhà chị đi du lịch rồi, chả về kịp. Cô điều dưỡng quay lại, nụ cười má lúm rạng rỡ hẳn: vâng, mùa này là mùa du lịch mà chị. Khi cô điều dưỡng đi rồi, bà Ngân cứ thấy nỗi gì đó thổn thức trong lòng. Bà chưa bao giờ đi du lịch cả. Làng này thi thoảng chị em phụ nữ cũng mạnh dạn vứt bỏ việc nhà con cháu đấy mà đi chơi một chuyến cho thoáng người. Nhưng bà thì khó lắm. Hễ nói chưa biết thủ đô nằm hướng nào thì đứa con trai lại bảo bầm còn đi đến tận Quảng Trị Tây Nguyên từ lúc có 18 tuổi, chứ con 45 đến nơi rồi còn chưa đi qua đất Thanh Hóa. Ý nó là hồi xưa bà đi thanh niên xung phong ấy đã dọc ngang tung hoành. Làng này có bà Ngân với bà Chiên là thanh niên xung phong. Bà Chiên cũng không sung sướng gì, nhưng không ở chung với con cái thì vẫn còn có thể đi đâu tùy ý. Còn bà thì khác, cây nào hoa nấy, nhà nào cảnh ấy, khó nói lắm. Bà Chiên có chồng, ông ấy cũng là thương binh nặng và mất vì ung thư mấy năm nay rồi. Còn bà, tiếng là không có chồng nhưng lại bìu xíu con cháu. Đứa con gái cả nhà bà năm nay 46, hơn thằng Trận 3 tuổi. Nó vốn là con của em gái bà. Con bé mất mẹ ngay từ lúc lọt lòng. Bà thương em, thương núm ruột của em mà mang về nuôi. Em rể bà vốn là lái tàu đường sông, nay đây mai đó. Nước sông cạn thì lên bờ, nước đầy thì lại lênh đênh, nuôi sao nổi con đỏ.
Vợ chết được hơn năm thì nó ăn ở với một người phụ nữ mạn ngược làm nghề buôn vải. Hai anh chị quyến nhau đi và ở luôn trên sông, ít khi đoái về làng. Rồi một ngày em rể bế về một đứa trẻ 2-3 tháng, người sốt hầm hập và bảo: "Chị thương lấy thằng Trận, mẹ nó bỏ em rồi, em không nuôi được cháu, chị nuôi chúng cho có chị có em." Người đàn bà quá lứa, thân côi như bà Ngần, nuôi một đứa con đã khổ rồi, nhưng nhìn thằng Trận đầu đầy mụn nhọt đang sốt và khóc ngằn ngặt, bà thấy xót xa. Mẹ bà khi ấy còn sống, cứ khuyên bà nên quải lấy một đứa, gái hay trai cũng được, là máu mủ của mình, sau này mới trông đợi được. Nuôi con của em dì thì cũng đỡ, chứ con của em rể thì là dưng lã rồi. Nhưng bà không nghe, phần vì không muốn chia cách chị em nó, phần vì đảng viên đâu có dễ để làm cái việc vụng trộm ấy được. Lấy cho riêng một tấm chồng thì đào đâu ra? Khi đứa con gái tầm 7 tuổi, bà có cơ hội để kết hôn với một người đàn ông chết vợ ở xã bên, vốn là bộ đội phục viên. Thật lòng, bà cũng mến người ta lắm, nhưng bố mẹ ông ấy bóng gió rằng, giá như bà chỉ có một đứa con gái riêng thì tốt. Bà thì không thể tách chị em nó ra, nên đành ngậm ngùi nhìn người ta đi lấy vợ. Kể thì sợ chúng bảo kể công, nên bà chả bao giờ nhắc đến những đắng cay, khó nhọc chất chồng để nuôi con khôn lớn. Nghĩ đến đó, bà vội bảo đứa con dâu: "Vài hôm thôi, bầm khỏe lại, đừng có gọi chị Ngà." Con dâu bà giật mình: "Ôi, thế con không biết, trưa nay con điện cho chị rồi. Nhưng mà chị cũng không về được đâu, chị đang du lịch trong Đà Lạt cùng con trai và con dâu tương lai của chị rồi. Mùa du lịch mà lị." Dứt câu, chưa kịp nghe mẹ chồng nói gì, thì Loa lại tót ra hành lang để nghe điện thoại khách gọi mua hàng. Mang tiếng trông mẹ chồng nằm viện, Loan vẫn tranh thủ đi giao hàng. Nằm bệnh viện được 3 ngày, thì bà Ngân xin ra viện. Loan ái ngại quá bảo: "Thôi mà, bầm cứ ở thêm để truyền đạm cho khỏe đã, việc nhà anh Trận con lo được." Bà khẽ cười: "Ừ, lo thì lo được rồi, bầm về nhà cho thoáng, ở đây mệt lắm." Loan chở mẹ chồng bằng xe máy đi vào ngõ. Con ngõ đỏ chói hoa gạo, dễ mấy ngày chưa biết mùi chồi. Hoa gạo, hoa dâu da xoan, lá xấu, lá tre rụng bượp, sân thì lênh láng nước, đất đồng theo vệt bánh xe công nông vào tận sát bể nước. Chó đói hóp bụng vào, thấy bà thì nhảy cẫng lên mừng. Đàn ngỗng cũng thế, chúng bô quanh xe máy, có con mổ lên tận vạt áo bà. Loan nhanh miệng: "Chúng nó nhớ bà đấy." Bà Ngân bước xuống sân, đầu còn váng vất, nhưng đã đi ngay vào bếp. Chó, mèo, ngỗng đều chạy theo bà. Bà biết chúng đói, trong bếp nồi lớn mốc, chảo bé mốc. "Ồ hay, chúng bay không nấu gì ăn à?" Loan gãi tai: "Thì con ăn trên căng tin với bầm, hai bố con nó cứ úp mì gói ăn thôi, được cái nhà con cũng thích ăn mì." Sau khi cho chó, mèo, ngỗng ăn xong, bà Ngân vớ cái chổi cọ đi ra ngõ. Phải dọn dẹp qua, chả lát nữa bà con chòm xóm đến chơi, rác ngập cổ khoai, người ta đánh giá. Loan thấy thế thì rằng lấy cái chổi: "Mẹ để con quét, tay mẹ tiêm còn sưng kìa, mẹ vào cắm hộ con nồi cơm." "Cái nồi áp suất ấy, con không biết vặn thế nào cho vừa cả, khó dùng lắm." Bà Ngân nhường chổi cho con dâu, lại vào bếp bầu bạn với ông Táo. Bữa trưa, thằng cháu nội ăn 2 bát cơm đầy. Nó bảo: "Cháu như cả thế kỷ rồi chưa được ăn cơm bà ạ." Bố Trận thì làm 3 bát và nhìn vợ tủm tỉm: "Đấy, cứ kêu không biết nấu cơm, này nấu ngon đấy thầy." Loan vội phân bua: "Mẹ nấu đấy, đâu phải em. Em không biết rang thịt kiểu này đâu."
nhìn con dâu, con trai và cháu xì xụp chan húp ăn ngon lành bữa cơm do bệnh nhân vừa ra viện nấu, bà Ngân lại thấy khỏe người. Bất đắc bất đừng mới phải nằm viện, treo tay lên để truyền tiêm còn nhọc hơn cuốc đất dẫy cỏ. Cuối bữa, anh Trận nói, con đăng ký cho Bầm đi du lịch với các cụ cựu chiến binh xã mình rồi đấy. Đi biển tắm cho thích, chục ngày nữa là đi, còn đủ thời gian cho Bầm chuẩn bị. Mẹ mày xem chỗ nào bán áo tắm thì đưa Bầm đi tậu một bộ. Cả nhà cười ngả cười nghiêng, ấy thế mà bà Ngân thấy hồi hộp, nhưng bà chối. Ôi sao, biển làm gì, mẹ xem tivi thấy suốt, lạ gì, đã say xe còn mất tiền, trả đi. Anh Trận ra bộ ngạc nhiên. Trả là trả thế nào, ai đùa với Bầm, con nộp tiền rồi, giờ đi đòi lại thì mặt mo. Nhưng Bầm có biết bơi đâu, sóng lại cuốn đi thì xong. Gớm, cuốn sao được, lưới đánh cá người ta răng đầy ra đấy, Bầm cứ lo thừa. Rồi anh trở giọng nghiêm túc. Con đùa thôi, chuyến này là chuyến thăm lại chiến trường xưa. Con biết Bầm muốn đi từ lâu rồi, nhưng thương bọn con bộn việc nên không nói. Bà Ngân thấy người run lên nhưng vẫn cố từ chối. Ai nói với anh chị là Bầm thích đi du lịch, sau này thằng Tiến ra quân thì cả nhà đi cùng nhau. Anh Trận nắm lấy bàn tay xanh xao nhưng đã ấm trở lại của bà Ngân, siết nhẹ, giọng dịu xuống. Cần gì Bầm phải nói ra, Bầm muốn gì con cũng biết cả, không biết thì con đã chả phải là con Bầm. Bà Ngân lưỡng lự, nhưng mà rời hẵng còn rét. Con dâu bà bật cười lanh lành, con chịu Bầm, không nhưng nhị gì nữa, hoa gạo rụng đỏ ngõ kìa. Trời ấm rồi. Kính thưa quý vị, để tiếp theo chương trình, xin kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Tài sản lớn nhất của tuổi già không phải nhà cao cửa rộng, mà là bốn thứ này. Quý vị thân mến, nhà cao cửa rộng là một quan niệm thẩm mỹ từ xa xưa trong đời sống người Việt. Nhà là nơi ở của cả một gia đình, dòng tộc thì phải cao giáo, khang trang. Cửa là phần chính và quan trọng nhất của ngôi nhà, nên phải rộng để đón nhiều tài lộc vào. Ngôi nhà càng hoành tráng bao nhiêu, càng thể hiện vị thế của người chủ. Tuy nhiên, điều đó cũng không là gì khi chúng ta bước vào tuổi già. Cái tuổi chẳng còn quan tâm được nhiều thứ đến thế, bởi đời người dài ngắn cũng chỉ có trăm năm. Trên hành trình ấy, 20 tuổi là sống với thanh xuân, 30 tuổi là sống cùng sự nghiệp, 40 tuổi sống bằng trí tuệ, còn 50 tuổi mới là cuộc sống đích thực của mỗi người. Nếu trái tim tuổi đôi mươi như con suối, trái tim tuổi 30 như dòng sông, trái tim tuổi 40 như thác gành cuồn cuộn chảy, thì trái tim người 50 tuổi lại như biển rộng mênh mông. Người tuổi già tâm đủ tĩnh, nghĩ đủ sâu, lòng đủ lắng đọng. Với họ, tài sản lớn nhất lúc này không phải là nhà cao cửa rộng, mà là bốn thứ sau đây. Nếu nắm chắc trong tay, thì nửa đời người còn lại sẽ sống an nhiên, hạnh phúc. Hãy cùng Vạn Điều Ý Nghĩa lắng nghe và chiêm nghiệm những câu chuyện sau đây, quý vị nhé! Tài sản thứ nhất là sức khỏe. Quý vị ạ, có câu nói rằng người 50 tuổi đã đoán biết được bệnh tật. Trước 50 tuổi, người tìm bệnh. Sau 50 tuổi, bệnh tìm người. Do vậy, con người đến sau tuổi 50, nếu không có bệnh, thì quả là người có phúc phận lớn. Chỉ khi còn sống, còn hơi thở mới có thể hy vọng vào bất kỳ điều gì. Con người có khỏe mới có khả năng làm mọi việc, sở hữu bao nhiêu tiền bạc, có địa vị cao sang đến đâu đi chăng nữa. Nếu không có một cơ thể khỏe mạnh
thì là điều vô nghĩa. Tuy nhiên, nhiều bậc làm cha làm mẹ cả đời làm lụng vất vả, chăm lo và hy sinh cho con cái mà quên mất đi bản thân mình cũng cần được chăm sóc. Để rồi gặp những lúc đau ốm khi về già mà không thể làm gì được. Như câu chuyện của bà Thơm, đã hơn 60 tuổi, bà đã giấu kín căn bệnh của mình gần 30 năm với con. Mong ước con cái có thể yên tâm học hành. Trước đó, những cơn hen suyễn cứ kéo nhau tìm đến, hành hạ thân thể bà dai dẳng từ năm này qua năm khác. Ngày ấy, bố mẹ bà thường đi tìm mấy thầy lang về khám, rồi sắc thuốc kê đơn cho bà, nhưng bệnh cũng không đơn giản đi được là bao. Bệnh tật dường như đã trở thành người bạn của bà từ những ngày thơ bé ấy. Đến năm bà đi lấy chồng, cuộc sống không dư giả gì nhiều, nhưng bà cũng tiết kiệm được chút tiền lên bệnh viện tỉnh khám, mới biết mình bị tim bẩm sinh, cần phải mổ gấp. Thật sự, khi ấy nhà bà chỉ có tiền lo mấy cái mồm ăn, cứ nói đến tiền chữa trị làm gì. Bà cũng đành phó mặc số phận mình để ông trời định đoạt. Ông bảo sao thì bà nghe vậy. Cũng từ ngày ấy, bà mang trong mình một bí mật và bà đã giấu tất cả người thân trong gia đình như chẳng có chuyện gì xảy ra. Bà về nhà ngày ngày lo cắt cỏ, đi kiếm việc làm để làm thêm nuôi mấy đứa con ăn học. Nhưng hình như nỗi đau trái tim ấy vẫn chưa đủ thỏa mãn, muốn hành hạ bà, muốn thử xem bà mạnh mẽ đến đâu. Cả gia đình bà đang trong niềm vui hạnh phúc chào đón thiên thần nhỏ bé thứ hai, thì chẳng bao lâu sau chồng bà cũng đột ngột mà ra đi. Tiếng khóc, tiếng cười, sinh mệnh trên cuộc đời này sao trở nên nhỏ bé quá vậy? Nói đến là đến, nói đi là đi, chẳng nhẽ lại dễ dàng đến như vậy sao? Nén nỗi đau vào lòng, người mẹ trẻ gánh trên đôi vai hai đứa con nhỏ và căn bệnh giấu kín trong lòng. Nỗi vất vả nuôi con và lo kiếm tiền mưu sinh khiến bà quên đi cả những khổ đau mà mình đang chịu đựng. Bà thậm chí không có thời gian để nghĩ đến bệnh tật nữa. Vậy nhưng, có bí mật nào là mãi mãi? Một ngày không làm đồng, bà trở bệnh, ho không ngớt, lịm dần rồi bất tỉnh. Con trai thấy vậy, vội đưa vào bệnh viện cấp cứu, mới hay mẹ mình bị bệnh tim bẩm sinh. Anh như chết lặng. Má bao lâu nay bệnh mà anh không hề hay biết. Thường khi thấy má ho, anh chỉ tưởng là bệnh bình thường của người nhiều tuổi, vì má chỉ bảo là trái gió trời trời, chứ đâu có nghĩ má mình giấu bệnh con cái bao nhiêu năm nay. Từ ngày biết bà bị bệnh, cậu con lo mất ăn mất ngủ, mong mẹ đến viện để tìm cách chữa trị mà không giấu được nữa, nên cũng đành theo con. Tuy vậy, từ ngày lo bệnh tật gia đình con không chút gì đáng giá. Duy chỉ có bốn con bê là bà một mực muốn giữ lại để làm của để dành cho con. Có chút tiền đi học, ngày nhận giấy báo đậu đại học, cậu con không dám khoe ai, quyết định giấu mọi người để ở nhà chăm sóc má. Nào đâu bà biết được giận con quá, cả tháng không đi viện nữa. Vậy nên, người con mới vào Sài Gòn tiếp tục đi học. Má yên tâm mà mau khỏi bệnh. Đã 7 năm từ ngày bí mật của bà bị bại lộ, người phụ nữ hôm nào chỉ còn là tấm thân khô sơ xác. Bà cứ run bần bật lên từng hồi, người chỉ còn da bọc xương, bệnh tình càng lúc càng trở nên nặng hơn. Những chuyến đi từ nhà ra trạm xá, lên viện huyện, tỉnh, rồi thành phố bỗng trở thành thường xuyên như cơm bữa. Và cho đến hôm nay thì viện tim mạch thành phố đã trở thành căn nhà thứ hai của bà từ lúc nào chẳng hay. Cũng may trời thương bà bệnh tật vậy, nhưng lại sinh được người con biết thương mẹ.
cậu con bà ngày nào cũng đi làm dưới tận Long An, cách Sài Gòn cả mấy chục cây số. Cứ đến giờ lại chạy ngược lên, lo bữa cơm trưa cho mẹ. Anh chạy vậy đi xin hộp cơm từ thiện, bữa xếp hàng bốc thuốc cho mẹ. Đến hóa đơn tiền thuốc lên đến chục triệu đồng. Hay đêm hôm thức trắng để vuốt ngực cho má dễ thở. Nghĩ đến nỗi đau mà mẹ đang chịu đựng, anh không còn biết mệt nhọc là gì nữa. Trong tư tưởng của anh chỉ là niềm tin và ước mong mẹ sớm khỏi bệnh. Quý vị ạ, khi về già, nếu không có sức khỏe, cuộc sống sẽ tủi nhục làm sao? Khi chuyện gì cũng không thể tự làm, việc gì cũng phải phiền hà đến người khác. Vậy nên phải quý trọng sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Bởi theo năm tháng tuổi tác càng cao, cơ thể càng yếu dần đi. Nếu con cái hiếu thuận ở bên chăm sóc thì quả là điều tuyệt vời nhất đối với cha mẹ già. Thế nhưng có không ít trường hợp con cái bất hiếu, tuy có lòng nhưng không có sức gì, bận rộn công việc khi không có sức khỏe, tức là cũng không có khả năng lao động tạo ra giá trị vật chất hay khả năng tự chăm sóc bản thân, bạn sẽ trở thành gánh nặng cho người khác. Dù thế nào, trở thành gánh nặng cho người khác cũng là điều chẳng ai mong muốn, chẳng hề vui vẻ gì. Vì thế, càng thêm tuổi, bạn càng nên chú trọng đến sức khỏe của bản thân. Sức khỏe là quan trọng nhất, có sức khỏe là có tất cả. Khi về già, bạn càng quý trọng sức khỏe hơn, tuổi tác càng cao, cơ thể càng yếu đi, thì mới thấu hiểu được giá trị sức khỏe. Con cái có hiếu thuận thì có thể ở bên chăm sóc bạn. Nhưng nếu gặp phải con cái bất hiếu hoặc có lòng nhưng không có sức, bận rộn quá nhiều việc thì bạn phải làm sao đây? Chưa kể, không có sức khỏe, không có khả năng lao động hay chí ít là khả năng tự chăm sóc bản thân, bạn sẽ trở thành gánh nặng cho người khác. Có người đánh bạn cũng chẳng sống vui vẻ được nữa là không có ai gánh. Không có gì trên đời này quý giá bằng sức khỏe. Người ta thường quan niệm rằng có sức khỏe là có tất cả. Đúng vậy, tiền bạc, của cải, danh vọng, thậm chí là tình yêu. Nếu mất đi rồi, vẫn có thể kiếm lại được. Nhưng sức khỏe, một khi đã mất đi rồi, thì có nhiều tiền bạc đến đâu cũng không thể lấy lại được nữa. Ở tuổi già, chúng ta phải đối diện với ốm đau, sức khỏe suy giảm và nhiều biến chứng trong sinh hoạt. Tuổi già cũng sẽ mang lại những thay đổi nhất định trong cơ thể. Nhưng đó không phải là lý do để lo lắng. Tiếng nhạy cảm của cơ thể con người với bệnh tật còn phụ thuộc vào khả năng miễn dịch và sự dẻo dai của cơ thể. Suy cho cùng, một cuộc đời mạnh khỏe hay không, hạnh phúc hay không, vui vẻ hay áp lực, phần lớn đều từ chính cách sống của chúng ta. Chúng ta lạc quan, vui vẻ, hát vu vơ mấy câu hát vui, thậm chí không vui thì tìm việc gì đó làm cho khuây khỏa chân tay. Đặc biệt, chúng ta phải biết tự lo cho chính mình, hòa mình vào thiên nhiên để tất cả các giác quan đều cảm nhận hơi lạnh và mùi hương hoa thoảng qua, cái gió, nắng và mưa. Quan trọng hơn nữa, chúng ta đừng nên lo lắng, sợ hãi, nghĩ về người chết, bởi nó chưa đến, nó chưa hề xảy ra với chúng ta. Chúng ta còn sống, còn sức khỏe, chúng ta suy nghĩ tích cực, đó là một trong những cách sống hạnh phúc của những người không còn trẻ. Thực tế, khá nhiều người già mắc các bệnh khác nhau. Có bệnh có thể còn hy vọng, nhưng bởi những yếu tố về tâm lý đã làm cho họ lo lắng, cảm giác sợ bệnh tật, sợ chết, rồi dẫn đến buồn bã. Nhiều người trong chúng ta còn đổ dồn về trách móc con cháu, khiến nhiều người ủ rũ, khiến căn bệnh rất
khó chữa. Để giải tỏa những lo âu, bực bội của người già, là quý vị sẽ có cái nhìn về cuộc đời lạc quan hơn, biết chấp nhận những sinh lão bệnh tử trong cuộc sống, sẵn sàng chia sẻ những vụn vặt với mọi người, sẽ giúp chúng ta, giúp con người chúng ta nhẹ nhõm và an yên hơn rất nhiều. Nên nhớ rằng, sức khỏe chính là cơ sở, là tiền đề để bạn có thể an yên với tuổi già. Và chắc chắn rằng, cơ thể chúng ta sẽ chẳng thể nào thoải mái, vui vẻ khi cơ thể mình luôn nặng nề, ốm đau, bệnh tật. Chính vì thế, hãy bảo vệ sức khỏe của mình một cách tốt nhất. Dù là người giàu có, địa vị hay con cái, sức khỏe vẫn luôn là điều kiện tiên quyết và quan trọng nhất để chúng ta có được một cuộc sống hạnh phúc hơn. Tài sản thứ hai là gia đình. Người xưa dạy rằng, cha con trung nghĩa, anh em hòa thuận, vợ chồng hòa hợp thì gia đình phú quý. Nhà là nơi bắt đầu cuộc sống của mỗi người, đồng thời cũng là đích đến tất yếu của mỗi người. Chỉ có giữ được tổ ấm thì đất nước mới có thể ổn định và thế giới mới được bình yên. Chắc hẳn nhiều người đã từng nghe đến câu chuyện vang danh về việc dựng lập sự nghiệp và duy trì thịnh vượng của gia tộc thương gia Kiều Chí Dung. Đó là một tấm gương về việc hòa thuận và đồng lòng nỗ lực hợp sức để giúp một gia tộc thịnh vượng phát tài. Ông Kiều Chí Dung nói rằng, cần kiệm mới đảm đương được việc nhà, thuận hòa mới có thể tề gia. Có trí tuệ thì gia đình hưng thịnh, có liêm chính trung hậu mới có thể kế thừa được gia nghiệp. Ông đã rất sáng dạ dẫn dắt một gia tộc đoàn kết và cùng nhau nỗ lực thị trấn hưng gia sản. Đối với một gia đình, điều còn quan trọng hơn tiền đó là sự hòa thuận trong gia đình. Nhiều gia đình cãi vã, thậm chí bất hòa với nhau chỉ vì tiền. Tiền là con dao hai lưỡi. Tiền vừa là để giữ niềm hạnh phúc cho gia đình, nhưng mặt khác, nó cũng chính là nguyên nhân của sự bất hòa trong gia đình. Thực tế, chỉ cần gia đình hòa thuận, đoàn kết thì chẳng cần lo tài sản không tới. Vậy làm thế nào mới có thể khiến cho gia đình luôn hòa thuận? Trong cuộc sống, chúng ta thường mắc phải một sai lầm là luôn cẩn trọng, lễ phép với người ngoài, nhưng đối với người thân yêu thì lại mất bình tĩnh và có những lời lẽ thô thiển khiến họ tổn thương. Xin hãy nhớ rằng, trên đời này, ngoài người thân ra, sẽ không có ai yêu thương và hy sinh cho chúng ta vô điều kiện. Dù bạn có làm họ tổn thương thế nào đi chăng nữa, thì họ cũng sẽ bỏ qua tất cả, vẫn sẽ bao dung và lặng lẽ bảo vệ chúng ta. Họ là quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta và là người mà chúng ta nên đối xử tốt nhất trên thế giới này. Nếu bạn gặp khó khăn hoặc có điều gì đó không hài lòng ở nơi làm việc, hãy gạt bỏ những cảm xúc tồi tệ đó trước khi về nhà. Trên đường về, cố gắng buông bỏ hết mọi ưu phiền. Đứng trước cửa nhà, hít thở thật sâu 3 lần và nở một nụ cười khi mở cửa bước vào. Hãy chỉ đem đến những niềm vui và cảm xúc tốt đẹp nhất cho người thân của bạn. Đối với cha mẹ cũng vậy, họ là người vất vả sinh thành và nuôi nấng ta trưởng thành. Hãy cư xử tử tế và hiếu thuận với cha mẹ. Thời gian mà cha mẹ ở bên cạnh bạn mỗi ngày một ngắn lại. Vì vậy, hãy dành nhiều thời gian hơn và cố gắng đừng mất bình tĩnh với họ. Đối với vợ và con cái, họ là những người sẽ đồng hành cùng bạn đến tuổi già. Chúng ta làm việc cực khổ cũng chính vì gia đình hạnh phúc và cuộc sống tốt đẹp hơn. Vì vậy, đừng mang những cảm xúc tồi tệ bên ngoài về ngôi nhà của bạn. Một trong những điều quan trọng nhất mà chúng ta nên làm trong cuộc sống là làm cho những người thân trong gia đình yêu thương của chúng ta
hạnh phúc và luôn học cách thấu hiểu, không chỉ trích khi người thân gặp chuyện. Trên con đường nhân sinh, khó ai tránh khỏi những chuyện phiền muộn, đau lòng, giận hờn. Vì vậy, khi ở bên nhau, chúng ta cần học cách đối nhân xử thế, thấu hiểu và quan tâm đến người thân, dùng sự chân thành ấm áp để xua tan cái giá lạnh cho gia đình. Gia đình là nơi để nói lời yêu thương, không phải là nơi để tranh luận đúng sai. Lúc gặp khó khăn, thất bại, người một nhà nên cùng nhau đối mặt, đồng tâm hiệp lực giải quyết vấn đề, thay vì không ngừng phán xét, than phiền, không chịu thấu hiểu, khiến mâu thuẫn gia đình ngày càng nhiều, mối quan hệ cũng ngày càng căng thẳng. Khi chồng bôn ba vất vả bên ngoài, người vợ nên quan tâm đến chồng nhiều hơn, đừng chỉ trích trách móc chồng nếu anh ấy kiếm được ít tiền. Ngược lại, người vợ ở nhà hết lòng chăm lo gia đình, thì người chồng nên giúp cô ấy việc nhà và giúp con làm bài tập khi rảnh rỗi, thay vì chỉ trích trong nhà không yên ổn hay con cái bị điểm kém. Về phần con cái, cha mẹ cho con tất cả, con cái nên hiếu kính cha mẹ, tuyệt đối không được phép mắng nhiếc, đòi hỏi hay chê trách. Về phía cha mẹ cũng cần hiểu và tôn trọng ý kiến của con cái, thay vì áp đặt ý kiến của mình. Tất cả các thành viên trong gia đình, ai ai cũng sống vì nhau, hiểu và thông cảm cho nhau, quan tâm đến những khó khăn của nhau và yêu thương nhau, thì gia đình mới tràn đầy yêu thương ấm áp. Xung đột dù lớn đến đâu cũng không nên để qua đêm. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Người lớn thường khuyên, chém chung sóng còn khuya, huống chi là vợ chồng. Trong gia đình mỗi người đều có tính khí, sở thích và thói quen khác nhau. Sống chung dưới một mái nhà thì khó tránh khỏi có mâu thuẫn và va chạm. Những vấn đề nhỏ nhặt nếu không được xử lý thỏa đáng, thậm chí có thể dẫn đến mâu thuẫn gia đình. Đối với những chuyện lục đục, xào xáo trong nhà, khó giải quyết thì cũng quả thực là khó, nhưng nói thì dễ, cũng cực kỳ dễ. Người ta hay nói rằng đáng sợ nhất là chiến tranh lạnh. Bởi vì khi im lặng, chúng ta có thể hủy đi một mối quan hệ. Trong mâu thuẫn gia đình, im lặng khiến chúng ta không hiểu nhau và ngày càng xa cách. Vì vậy, giao tiếp nhiều hơn khi gặp mâu thuẫn, xung đột dù lớn đến đâu cũng không nên để qua đêm, cố gắng để chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Là người nhà với nhau, khi gặp chuyện đều có thể nói ra một cách cởi mở, kể cả có tranh luận cũng sẽ tốt hơn là im lặng. Có mâu thuẫn hay ý kiến gì thì kịp thời trao đổi với người nhà. Có lỗi thì nhận lỗi, không có lỗi thì cũng cần bao dung độ lượng. Gia đình hòa thuận không có nghĩa là không cãi vã, nhưng dù cãi vã nặng nề đến đâu cũng sẽ được hóa giải kịp thời, tránh để người thân đem những cảm xúc không tốt vào giấc ngủ. Gia đình là một cánh đồng, bản thân mỗi người chúng ta sẽ làm chủ và quyết định rằng sẽ gieo trồng gì và gặt hái gì. Gieo dịu dàng, gặt hái ấm áp. Gieo cảm thông, gặt hái quan tâm. Gieo bao dung, gặt hái hòa thuận. Gia đình hòa thuận chính là động lực của con cái trong cuộc sống. Khi chúng mệt mỏi được trở về nhà, là nơi bình yên được thấy bố mẹ sống êm ái bên nhau, chính là hạnh phúc. Cho nên, với những người bước vào tuổi trung niên, có một gia đình nhỏ êm ấm hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn trưởng thành, có một gia đình lớn với những người anh chị em hòa thuận, đoàn kết yêu thương nhau, đó là niềm hạnh phúc lớn lao mà bạc tiền nào cũng chẳng thể mua được. Tài sản thứ ba là một khoản tiền nhất định. Con người chúng ta khi còn trẻ
đều tràn đầy nhiệt huyết, xông pha để lập nghiệp chỉ là chuyện còn con. Mục tiêu kiếm tiền chủ yếu là để dưỡng già, để sau này được thoải mái sống cuộc đời mình muốn mà không cần để ý đến sắc mặt người khác. Chỉ có điều khi đến độ tuổi nghỉ hưu, nguồn thu nhập của chúng ta cũng theo đó mà suy giảm, cả về sức khỏe và tinh thần. Thế nhưng, rất nhiều người đến tuổi này vẫn còn phải bận lòng vì con cái, cha mẹ. Việc nuôi dưỡng, giáo dục con cái là chuyện cần phải làm. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh là có nhiều người đang làm việc này quá tay, đem toàn bộ số tiền tích góp để dưỡng già mang cho con cái mà chẳng đoái hoài đến việc giữ lại cho mình một đường lui. Có người sẽ nghĩ tiền bạc nhà cửa của mình sau này đằng nào cũng để lại cho con cháu, cho sớm hay muộn chẳng phải cũng như nhau hay sao? Nhưng thực tế không phải như vậy. Bản thân mỗi người sau tuổi nghỉ hưu, dù sao cũng cần phải dưỡng già. Khi ấy, chỗ dựa vững chắc của mỗi người có thể là con cái, có thể là gia đình, nhưng chủ yếu vẫn là từ số tiền tích góp từ trước. Đó là chưa nói đến một thực tế trong xã hội. Ngày nay con cái chưa chắc đã sẵn lòng, tận tâm chăm sóc bố mẹ khi về già. Cho nên, mỗi người vẫn nên giữ lại chút tiền tích góp dự phòng cho những nhu cầu cần cấp thiết. Đã có hiện tượng rất phổ biến trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Đó là sau khi con cái thành gia lập nghiệp, rất nhiều thế hệ lớn tuổi đều giao hết tiền, giao hết cho con cái quản lý, rồi chúng bỗng đổi thay. Không chỉ vậy, ngay cả chi phí sinh hoạt hàng tháng cũng dần eo hẹp lại. Vì thế, những tranh chấp về tài sản cũng theo đó mà hình thành. Một khi hai bên đã nảy sinh xung đột, người làm cha làm mẹ sẽ cho là con cái bất hiếu. Còn con cái cũng cho là bố mẹ không chịu thấu hiểu cho nỗi khó khăn của họ. Từ đó, các gia đình vốn hòa hợp cũng dần bắt đầu rạn nứt, chia năm xẻ bảy. Bởi vậy, ở tuổi 50, chúng ta cũng nên có những phương án dự phòng cho bản thân. Đặc biệt, công việc chuẩn bị cho mình một khoản tiền để dưỡng già là điều rất cần thiết. Tuổi 50 chẳng cần phải nhà cao cửa rộng, biệt thự, xe sang. Nhưng chắc chắn không phải quá sớm, cũng không là quá muộn để chuẩn bị một số tiền tiết kiệm trong tay. Tài sản thứ tư là đời sống tinh thần lạc quan. Phàm là con người thì có người hạnh phúc và có người khổ đau trong cuộc đời. Có người thì chỉ biết than thân trách vận, trách cuộc đời sao mà đen bạc. Nhưng trái lại, có người bình thản đón nhận như đó là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Họ xem đó là lẽ tự nhiên, như có những ngày nắng ấm thì cũng có những ngày mưa bão. Như hết đêm rồi lại đến ngày, cũng nhờ tâm bình thản và lạc quan đó mà người đối diện luôn nhìn thấy ở họ niềm vui yêu đời. Với họ, dường như không có những áp lực khổ đau nào cả. Cũng chính nhờ vậy mà họ vượt qua mọi thứ nhẹ như không. Nhiều người chưa đến 60 tuổi đã hay than thở, đau mình, nhức mỏi, như cái máy dự báo thời tiết qua chuyển biến cơ thể, để rồi khiến những người khác phải hùng hồn phát biểu. Người tuổi già khi về hưu ở tuổi 55 thì lo hưởng thụ đi, mai mốt bệnh hoạn ập tới, ngồi nhìn tiền đầy trong tài khoản mà hận đời. Tư tưởng hiếm thế khiến nhiều người vừa về hưu đã bị sốc, dẫn đến trầm cảm, bệnh tại tâm. Nói chung, có rất nhiều thứ để làm và có hiệu quả tốt cho sức khỏe. Người có điều kiện thì vật chất dễ dàng, nhưng người muốn làm việc tích cực, tìm cơ hội có việc phù hợp. Chị là giám đốc một công ty trách nhiệm hữu hạn đã qua tuổi hưu lâu rồi. Nhưng chị vẫn làm việc cho công ty của riêng mình. Chị luôn cảm thấy hạnh phúc
và nói lời cảm ơn hai đứa con, một học ở nước ngoài, một trong nước, vì nhờ các con học giỏi làm động lực cho chị kiếm tiền. Chị nói làm việc là vui, khi cần nghỉ vài ngày đi du lịch xả stress. Cũng chính bởi quan niệm già rồi làm việc chi cho cực, biết sống chết ngày nào không lo hưởng thụ, đã khiến người này nhìn người kia và phát sinh những ý nghĩ không hiệu quả. Lại có người cho rằng khi nào không có hiệu quả nữa thì nên ra đi. Đây là ý nghĩ tiêu cực, bởi con người ta chẳng ai biết được bài toán của đời mình sẽ kết thúc ra sao. Hãy nghĩ đến việc tuổi già cũng phải đẹp và hiệu quả đến hơi thở cuối cùng. Đó mới là ý nghĩ lạc quan. 70 vẫn còn trẻ và đẹp, 80 cũng thế. Chỉ cần ý nghĩ lạc quan là thấy khỏe là hiệu quả rồi. Chuyện khác, bà cụ 80 tuổi được con gái mua tặng sấp vải may đồ. Mãi không thấy mẹ may, chị nghĩ mẹ tiếc của nên hỏi cụ, thì bà cụ trả lời màu đó già quá, mẹ không thích. Đấy, 80 tuổi còn chê màu già, vậy thì đến bao nhiêu tuổi mới già đây? Một nhà văn 86 tuổi cho biết sức viết vẫn như cách đây mấy chục năm, nhưng nghĩ sâu hơn và còn muốn công việc phải làm. Sống hiệu quả là thế. Vì thế nên đến tuổi già hãy sống vui vẻ, tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp. Cũng đừng so sánh công danh, địa vị, lợi lộc, chớ băn khoăn làm sao để con cái được xuất sắc như người khác. Quý vị chỉ nên so sánh xem mình có thể sống vui khỏe mạnh hay không. Như vậy là đủ. Hạnh phúc là tự mình tạo nên vui vẻ, lạc quan, cũng tự mình tìm kiếm. Biết giữ một tâm trạng luôn thoải mái, yên ổn, thì mỗi ngày mới chính là một ngày vui. Mỗi chuyện lướt qua tầm mắt mới nhẹ nhàng thanh thản. Ở tuổi xế chiều, có một đời sống tinh thần lạc quan, ấy là vốn quý. Hãy giữ gìn thật tốt trạng thái tinh thần ấy. Bởi tinh thần vui vẻ thì bệnh tật mới không tới. Một ngày sống không phút giây nào vui vẻ là một ngày bị mất đi đầy uổng phí. Một ngày dù chỉ có một giây phút vui vẻ ngắn ngủi cũng là được lợi ích bao nhiêu. Quý vị ạ, bước sang tuổi 50, cổ nhân dạy ngũ thập chi thiên mệnh, nghĩa là ở tuổi của mình thì số trời đã an bài và bắt đầu hình dung nhiều hơn về cuộc sống của bản thân khi tuổi về già. Bởi vậy, hãy chắc chắn trong tay bốn thứ kể trên để cuộc sống tuổi già được hạnh phúc. Bởi khi về già, chúng ta cũng chỉ muốn có được một cuộc sống an nhiên, không phải lo lắng quá nhiều sau những năm tháng vất vả của tuổi trẻ, và để tuổi già được an yên, quý vị ạ. Trong cuộc sống, việc đối nhân xử thế xưa nay chẳng thể dễ dàng gì. Khi thì sáng suốt, biết nhìn xa trông rộng, lúc lại mờ mịt, không biết phân biệt trắng đen. Vậy nên, sống phải học cách trầm tĩnh để mà suy xét mọi vấn đề khác nhau. Ở mỗi góc cạnh của cuộc sống, con người cốt lõi nhất là sự sáng suốt, tự biết mình, biết người, hiểu nhân tình thế thái, thì cuộc sống mới an nhiên tự tại. Con người sinh ra ở trên đời này, không có ai là hoàn hảo cả. Mỗi người đều có một sở trường và sở đoản khác nhau, nên đừng cố chấp. Người xưa đã nói, biết quản lý tiền bạc thì không sợ nghèo, có kế hoạch trước thì không bị thất bại, có giỏi phòng bệnh thì bệnh không tới. Cuộc sống về già có được bạn đời bên cạnh là vô cùng quan trọng. Vợ chồng cùng nhau ăn cơm, cùng nhau làm việc, cùng nhau chia sẻ nỗi buồn, niềm vui, như vậy thì còn gì bằng. Đừng nên mải mê chăm sóc con cháu mà quên đi một nửa của mình. Chỉ có vợ chồng mới là người luôn luôn đồng hành cùng ta trong cuộc sống hàng ngày. Con nuôi cha không bằng bà nuôi ông là vậy. Khi về già, ta cần có một cuộc sống của riêng mình,
tục ngữ có câu, tổ vàng tổ bạc không bằng tổ ấm vợ chồng. Bởi vậy, ở phần đời còn lại ngắn ngủi, càng phải biết trân trọng tình cảm vợ chồng. Hãy làm cho tình cảm nồng ấm lên. Người già cần phải thay đổi nét nghĩ cũ, lạc hậu trước đây, biết tận hưởng những gì mà cuộc sống hiện đại ban tặng. Cần ăn thì ăn, muốn mặc thì cứ mặc, không ngừng nâng cao chất lượng của cuộc sống, đón nhận những thành quả của thời đại công nghệ mới là mục đích sống của tuổi già. Tuổi càng già thì càng cần có một vài người bạn thân, đừng bao giờ khép mình trong vỏ bọc mặc cảm của tuổi tác. Phải luôn để cho tinh thần vui vẻ yêu đời. Dân gian có câu, chức vụ cao không bằng lương cao, lương cao không bằng tuổi thọ cao không bằng sống vui, sống khỏe mỗi ngày. Tuổi càng cao, càng duy trì tâm thái vui vẻ. Đây là một trong những yếu tố giúp nâng cao sức khỏe và tuổi thọ. Vui một ngày là ta hạnh phúc một ngày. Cuộc sống mà chúng ta cần là vui vẻ rồi sẽ có hạnh phúc. Bởi hạnh phúc không tự gõ cửa tìm đến với ta. Niềm vui cũng vậy, nó không từ trên trời rơi xuống. Thật ra, niềm vui nó ở ngay trong cuộc sống hàng ngày. Đừng tham lam, dục vọng quá mức. Chỉ cần có lòng tự trọng, tự yêu bản thân mình, yêu cuộc sống thì tuổi già sẽ sống vui, sống khỏe và yêu đời hơn. Biết cách tránh xa những người xấu, những việc xấu, không làm những điều khiến cho lương tâm bị cắn rứt. Khi về già, tránh tham gia vào những cuộc tranh luận vô bổ. Sức khỏe là gia tài của cuộc đời. Đối với người già, chăm sóc sức khỏe là cách tốt nhất đối với chính bản thân mình. Sống trên đời biết thỏa mãn, biết hài lòng, biết trân quý những gì mình có mới có thể sống thoải mái, thanh thản, mới tìm thấy trong họa có phúc, trong khổ có vui. Sở dĩ con người khổ là vì ham muốn quá nhiều, biết đủ thì sẽ thấy an vui, không tham ngũ dục cả đời bình yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.